500 năm một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang. Đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than, một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đã thành một hoàng đế minh, cầm lái con thuyền vinh quang cho trăm họ, để đến bây giờ họ Mạc vẫn lưu dài. Từ Dương Kinh đến thành Thăng Long, từ Cao Bằng đến mọi miền đất nước, con cháu họ Mạc đoàn kết bên nhau, 13 đời sau chung nhau một góc tổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông, quét sạch lũ ngoại xâm cho đất nước yên bình. 500 năm một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang. Đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than, một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đã thành một hoàng đế anh minh, cầm lái con thuyền vinh quang cho trăm họ, để đến bây giờ họ Mạc vẫn lưu danh. Đến mọi miền đất nước, con cháu họ Mạc đoàn kết bên nhau, 13 đời sau chung nhau một góc tổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông, quét sạch lũ ngoại xâm cho đất nước yên bình. Như một bản hùng ca làm sức ra, một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang. Đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than, một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đã thành một hoàng đế lái con thuyền vinh quang cho trăm họ, để đến bây giờ họ Mạc vẫn lưu dài. Từ Dương Kinh đến thành Thăng Long, từ Cao Bằng đến mọi miền đất nước, con cháu họ Mạc đoàn kết bên nhau, 13 đời sau chung nhau một góc tổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông, quét sạch lũ ngoại xâm cho đất nước yên bình. Như một bản hùng ca làm sức dài, con cháu một vương triều. Như một bản hùng ca làm sức dài, con cháu
một mốc son lịch sử. Tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang, đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than. Một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đá, đã thành một hoàng đế anh minh, cầm lái con thuyền vinh quang cho trăm họ. Để đến bây giờ họ Mạc vẫn lưu danh. Đến mọi miền đất nước, con cháu họ Mạc đoàn kết bên nhau, 13 đời sau chung nhau một góc tổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông, quét sạch lũ ngoại xâm cho đất nước yên bình. 500 năm một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang, đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than. Một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần. Trần Quý Cơ, cụ bà Nguyễn Thị T,
cao cao tăng tổ cao, cao cao tăng tổ trí, khúc bá huynh đệ, chu di nhị muội, cung thỉnh bản gia thủ công, đông chủ thư mạnh, táo phủ thần quân, đồng lai phối hưởng. Hôm nay nhân ngày kỷ nhật, trước các linh vị tiên tổ, chủ nghĩ rằng ương gạo thơm cần nhớ công lam lũ, uống nước ngon phải tìm giếng trong xanh, người sinh hưởng khí đất trời, chung quy cùng đạo lý, trung hậu giữ gia thanh, qua cuộc bể dâu dầm xương giái gió, vững lái tay chèo vượt thác băng gành, đời càng vững cây bền gốc, ngày thêm thấm lá tươi cành. Con cháu nhiều bề tiến bộ, tổ tiên muôn thuở hiển vinh, nhân ngày dỗ tổ ngưỡng mộ tâm linh, dâng bày lễ nhỏ.
xin đi với khúc hát sông quê ai đi xa mồ đó, nghe thân thương như dòng sông hồ nhỏ, ai là ai quen sao nỡ không về. Nghe hồi hồn
xin mời quý vị chú ý lắng nghe. Son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang. Đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than. Một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đá, đã thành một hoàng đế anh minh. Cầm lái con thuyền vinh quang cho trăm họ, để đến bây giờ họ Mạc vẫn lưu dài từ Dương Kinh đến thành Thăng. Trong làng có ông Nguyễn Xuân Thọ, thay mặt cho dòng họ Nguyễn Xuân cũng đã có mặt đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu ở xa mạc do Nguyễn Văn Hoan làm trưởng đoàn đề nghị chúng ta nhiệt chào mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Đỗ Văn Tươi ở Lũng Hạ thay mặt đoàn thợ mộc. Sử Việt Nam là hoàng thành Thăng Long năm 1527-1592 và thời kỳ Cao Bằng 1592-1691 và thời kỳ hậu Cao Bằng. Từ những năm cuối thế kỷ 16 đến những năm hậu Cao Bằng, do cuộc chiến tranh loạn lạc và chế độ đế quốc phong kiến độc tài quân chủ nên nhà Mạc bí mật con cháu nhà Mạc sơ tán tránh nạn, giúp và bí mật giấu nước chiến dịch của mình hoặc thực hiện là mai danh thành tích hoặc thủ sơn hậu. Thank you.
Thank you.